không thể ly hôn với em được đâu. Tự nhiên anh nói như vậy? Tụi mình quyết định chia tay như vậy không phải là vì hết yêu nhau mà. Vậy tại sao tụi mình phải ly hôn chứ? Đã có quyết định gì với vợ chưa? Con thật sự muốn ly hôn với nó hay sao? Con không thể ly hôn được ba ơi. Hai đứa có lý do nào khác nữa hay sao? Ôi trời ơi Bơ Hy à. Anh tài xế Cang. Chị làm sao vậy? Nè cô à, sao để một bà lão bị lú lẫn đi vòng vòng một mình vậy? Hình như là bà nội không có ghé mấy chỗ gần nhà mình. Con tìm hết rồi mà vẫn không thấy. Mẹ cũng đã tìm hết rồi nhưng mà cũng không thấy ở đâu hết đâu. Sao? Bà đã tới chỗ con sao con dâu? Vì mẹ của chúng tôi mà gia đình gặp phiền phức rồi, tôi xin lỗi. Không có gì đâu mà. Rốt cuộc bà là thứ gì hả? Mà lại dám đuổi em gái của tôi? Cái mụ đàn bà xấu xa này hả? Chị à,